tay. Mấy cái này là quả trứng chuẩn bị nở nè. Cái con mắt của nó thì nó sẽ hiện ra rõ luôn. Và cái này á, là chỉ cần bỏ vô trong một cái khay rồi đổ nước lạnh vô, chờ có ít nhất là 1-2 ngày là các con nó sẽ nở ra. Con mắt của nó nè, đây là con mắt của nó. Cái quả trứng này là quả trứng phát triển hoàn toàn rồi đó. Này, còn cái quả trứng này là quả trứng này chưa có rõ, tại vì nó hơi đục đục, không biết nó có hư hay không. Nếu như mà cái quả trứng này mà nó chuyển sang đục hoàn toàn thành màu trắng là phải bỏ ngay lập tức, chứ không nó sẽ ảnh hưởng đến quả trứng bên cạnh nè, thấy không? Quả trứng bên cạnh là cũng đã sắp nở rồi nè, cái con mắt nó phát triển đầy đủ luôn rồi. Cái than bùn á, là không được giữ cho nó khô quá, cũng không được giữ cho nó ướt quá, tầm tầm cỡ này là được. Ướt quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến trứng, nó làm cho trứng mau hư. Khô quá thì nó sẽ làm cho trứng lâu nở. Ở trong đây là có đa phần là trứng nó đã chuẩn bị nở được hết rồi, là đổ vô nước rồi nó đã nở luôn á.